Có đi tè không chú ơi, cho con quá vàng. Đi phóng sanh. Hình như con ra hơi bị sớm hay là bị trễ vậy ta? Thuyền thì rất là nhiều, chắc chắn là mọi người chưa có đi. Nhưng mà bây giờ là 8 giờ mấy rồi. Thưa quý vị, Long Vương á, ổng cũng hay lắm. Ổng làm cho dòng nước nó xoay chuyển thời nay là thất thường, để cho ngư dân không có biết đường mà đánh bắt cá. Bữa thì nước rút, bữa thì nước dâng lên, nó không còn theo cái lịch nữa, mà người ta đó gọi đó là biến đổi khí hậu. Mày biến đổi khí hậu là gì? Nếu mà theo khoa học là như vậy, còn theo những người mà tâm linh như chúng ta thì đó là do Long Vương ổng sợ quá. Bây giờ người ta tính được cái thời gian mà đánh bắt thủy hải sản ở trong tự nhiên, cứ tới giờ xuống là vớt là dính. Giống như là con nước đứng là người ta không đánh bắt cá được, nước chảy thì người ta bắt được, mà nước đục á, nước đen á, thì cũng không bắt được. Nên bây giờ nước nó thất thường, không ai đo được. Nên mấy người đi đánh bắt tuy là họ nản, nhưng mà do cuộc sống mưu sinh họ vẫn bắt hại mỗi ngày. Mỗi ngày cá trong thiên nhiên càng ngày càng mất dần đi, bởi vì chưa từng có ai giải cứu. Và hôm nay dịch bệnh Covid đưa đẩy con đến đây để con giải cứu cá ở rừng ngập mặn, nơi chứa trữ lượng oxy gấp 5 lần rừng nhiệt đới. Yeah, nó dữ dội như vậy mà người ta vẫn làm hại rừng ngập mặn. Mà người ta muốn hết Covid-19 mà người ta cứ làm hại các loài vật trong tự nhiên. Con quạ nó nói 1 tiếng đồng hồ nữa quay lại đi. Wow, wow, wow. Ok, thôi con đi về.